Hoàng Tục Linh xin chào khán giả. Hôm nay Linh đã trở lại với một series mới mang tên Linh's Journal. Và trong tập đầu tiên hôm nay, Linh muốn chia sẻ đến quý vị là 5 tips mà Linh sử dụng hàng ngày để làm cho da mình luôn căng mịn và healthy. Một trong những bước skincare routine Linh thấy rất là quan trọng đó là rửa mặt. I always wash my face twice a day. One time after I wake up and then another time before I go to bed. And the reason is you want to get rid of all your impurities and you want your skin to be very clean before you use any other steps in your skincare routine or before you go to sleep. Quý vị phải dùng một cái cleanser nào mà sau khi quý vị dùng nó không có bị căng da, nó không có bị tight. So now that your face is all clean and washed, the second thing I think is very important is using a good moisturizing serum for the winter. Tại vì mùa đông quý vị phải nên dùng một cái moisturizing serum để giúp cho cái da mình giữ thêm một another level of moisture and to lock everything in. And the third tip I want to share with you guys, I think it's pretty basic, but you know, not everyone actually uses this, which is sunscreen. Khi mà Linh cũng ra nắng và đi ngoài đường rất là nhiều, cho nên nếu mà mình không có dùng kem chống nắng thì cái da mình nó sẽ già rất là nhanh, cũng như là bị nám hay là rất là nhiều vấn đề. Và tip number 4 đó là collagen. Linh có thể quên nhiều thứ, nhưng uống collagen sau mỗi buổi sáng thì Linh sẽ không bao giờ quên. Fun fact, sau 25 tuổi da của chúng ta đã bắt đầu lão hóa. Vì thiếu chất collagen, bổ sung collagen mỗi ngày sẽ giúp cho làn da căng mịn. You can take a look at my skin. Collagen vào tổ yến cho một chai nhỏ. What else can you ask for? Khi uống lạnh sẽ rất là ngon nữa quý vị. Chị em phụ nữ nhớ uống collagen tổ yến của Fine Japan mỗi ngày nha. So, last but not least, eat healthy and drink lots and lots of water. You know what they say, an apple a day keeps the doctors away. And that's true. Quý vị phải ăn rất là nhiều trái cây và rau quả thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe cũng như là làn da của mình. Và đặc biệt nữa đó là uống rất là nhiều nước. Remember to drink 100 ounces of water a day if you can. Một lần nữa, Hoàng Tục Linh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái tập đầu tiên của Linh trong series Linh's Journal. Thank you again for tuning in. Don't forget to like, subscribe and ring the bell for more notifications. Or if you're on Facebook, then don't forget to follow the page. Thank you again, everyone, and have a warm and safe holidays.